Ai cũng biết là hai đứa ở ngoài chơi rất là thân với nhau, thì không biết đó có phải là lý do từ cái phần kịch bản của đạo diễn hay là phía Miu với Rick yêu cầu mà mình thấy không có những cái màn rất là ấm áp giữa hai người, mà chủ yếu là chỉ có Miu với Lãnh Thanh thôi. Thì không biết là thứ nhất là ekip có chia sẻ được cái điều này hay không, cái thứ hai là dù sao thì hai bạn cũng đã có một cái nụ hôn không được cháy bỏng lắm, nhưng mà đại ý là có hôn, thì mình muốn chia sẻ lại cái hậu trường cảnh hai người hôn nhau đó, với lại Miu. Dạ, em cảm ơn câu hỏi của chị. Thực ra thì ngay từ ban đầu thì cái em sau khi em đọc được kịch bản thì bản thân em cũng có lường trước được sẽ có một vài cảnh tình tứ với lại Miu một chút, nhưng mà thực ra là tụi em khá là hợp nhau về chemistry ở ngoài đời rồi, cho nên là cái việc khi mà tụi em đi vào phim ấy, nó không có gặp quá nhiều cái khó khăn hay cản trở hoặc là có những cái toan tính gì từ ban đầu cả. Và chỉ có tụi em hơi lấn cấn một tí ở cái việc khi mà tụi em, như chị vừa nói, đó là cái chuyện tụi em bắt đầu hôn. Và cái vấn đề đó em biết là nó nằm ở em khá là nhiều, tại vì em không phải là một diễn viên chuyên nghiệp ạ. Em là một tay ngang và em khá là lo và cái cảnh quay đó nhiều hơn là Miu, tại vì Miu là một người đã có một cái kinh nghiệm nhất định rồi. Và điều đó đối với em nó cũng mở ra một cái bài học gì đó hay ho khi mà mình vào một cái vai diễn xuất mà với tình tứ một người bạn thân mình ngoài đời như vậy. Dạ, em xin hết. Dạ, xin được cảm ơn Cao Đức ạ. Miu Lê có muốn chia sẻ thêm về câu hỏi vừa rồi không ạ? Ủa là cho em hỏi là mọi người ở đây là mình chưa xem phim đúng không ạ? Mọi người xem phim rồi. Mọi người là suất đầu tiên của các chị phóng viên báo đài. Đó. Ừ. Dạ, em mắc cỡ. Thực ra là trong phim thì Miu, Miu tương tác với Thanh cho những cảnh nóng. Thì Miu cũng xin chia sẻ một ít về cái điều đó. Là kính thưa các anh chị, là quay cái phân đoạn đó xong về em sang chấn tâm lý rất lâu. Vì không phải vì Thanh, vì cái cảm giác thôi. Thanh là một người mà Miu cảm thấy là một cái diễn viên rất là chuyên nghiệp luôn. Và Thanh kiểu rất là tạo cái cảm hứng cho mình để mà hòa nhập vào vai diễn. Nhưng mà cái gì cái lần đầu á, nó cũng rất là cái ấn tượng mạnh với mình ấy. Và trước đó lại một lần em vạ miệng nữa. Em từng tuyên bố là mình không đóng cảnh nóng. Và cái gì cứ tuyên bố là sau này lại lặp. Nên là từ nay em xin phép hứa là không tuyên bố điều gì nữa cả. Đóng cái cảnh nóng với Thanh xong em mất hồn luôn. Không, nói ở đây không phải là ý nói gì Thanh, mà ý nói cảnh nóng đó thôi. Chứ Thanh thì cũng tuyệt vời. Đó. Dạ. Mà thì xong rồi qua tới cảnh hôn thì tự nhiên lại hôn đấy. Lại lên hình lại cũng ngại tiếp. Đấy, thì cái phim này nó có rất là nhiều cái cảm xúc mà quá trời cho Miu Lê, nhưng mà nó cũng là một cái kỷ niệm đáng nhớ. Cảm ơn toàn bộ ekip, cảm ơn anh Thắng nha. Dạ, xin được cảm ơn chia sẻ. Đào nhiều rồi, nhưng mà phim này là lần đầu tiên em được trực tiếp làm việc cùng Đào. Thì những lời em nói sau đây thì nó cũng không phải là xu định trước mọi người, nhưng mà em chỉ nói những điều thật lòng thôi. Thì trong lòng em, Đào là một người làm việc rất là chuyên nghiệp nhé. Cái đó thì em tự hào vì bộ phim này em toàn được làm việc với những người chuyên nghiệp thôi. Tuy là anh Rick như hồi nãy ảnh kêu là ảnh là tay ngang thôi, nhưng mà cái thái độ, tác phong làm việc và cái đạo đức làm nghề rất là chuyên nghiệp. Em biết ơn về điều đó. Còn Đào là một người khi mà em diễn xuất cùng thì em cảm giác như là mình học được cái sự bình tĩnh từ Đào. Tại cái tính em cũng rất là sồm sồm, cũng rất là kiểu không có bình tĩnh. Nên là khi mà diễn cùng Đào, tuy là Đào nhỏ hơn Miu 1 tuổi, nhưng mà ở Đào có một cái sự bình tĩnh nhất định thì mình quan sát thì mình cũng học lóm được một ít. Cảm ơn Đào vì dự án này, Đào đã cào chị rách người nha. Đấy. Chị ơi, chị ăn hết hai cái trứng cút mà chị vẫn không bỏ qua cái miếng này hả chị? Thật sự là lần đầu tiên em cũng được làm việc với chị Miu. Tại vì trước đó thì cũng giống như là chị Miu chia sẻ là hai người cũng chưa có cái dịp nào để gặp gỡ và tương tác bên ngoài. Thì chị biết là chị Miu là một người rất là quậy, rất là nhiều năng lượng. Thì đúng là làm việc với chị lúc nào cũng vậy. Thật sự luôn, một cái mà em cũng cảm thấy là em
em học được ở chị nữa, một phần nữa. Mặc dù chị Miu nói là chị Miu không phải là diễn viên chuyên nghiệp, không phải là trường lớp bài bản, rất là tay ngang các thứ, nhưng mà mỗi lần chị Miu nhập vai hay chị Miu chuẩn bị cho những cái cảnh đó thì chị rất là tập trung và chị lấy cảm xúc mọi thứ nó cũng rất là tự nhiên. Thì cái này là cái mà em cũng học được, và cả học được cái tính kỹ tính của chị nữa. Dạ, yeah, chị check từng tí một, chị rất kỹ tính, em học được cái này nữa. Và giống như mọi người thấy ở trên phim á, có những cảnh hai người tương tác với nhau trong đó rất là nhiều, thì thật sự luôn là cái lúc mà làm việc ở những cảnh đó em cảm nhận rất là rõ ràng hai người rất là nương nhau ở trong cái diễn xuất, hai người cũng rất là chia sẻ và nâng với nhau, thiệt sự là như vậy. Thì đây cũng là một cái trải nghiệm mà em cảm thấy là có rất là nhiều thứ em chưa có từng kinh qua, nó cũng là một điều để đáng nhớ mà. Dạ mấy anh chị ơi, mấy cái câu hỏi mà kiểu tụi em nói về nhau á, em cảm giác không khác gì là tụi em cứ ngồi khen nhau qua lại á, nó mắc cỡ á. Dạ, cảm ơn mình cùng với ekip của chúng tôi. Và một lần nữa mọi người đi một tràng pháo tay thật lớn dành cho Chiếm Đoạt được không ạ? Cảm ơn các anh chị rất nhiều. Và chúc cho các anh chị sẽ có những điều thật là tuyệt vời trong cuộc sống, và cũng đừng quên là cầu nối để đem bộ phim đến gần hơn với tất cả quý vị khán giả, với công chúng. Một lần nữa xin được chúc mừng cho đạo diễn Thắng Vũ cùng với và diễn viên của Chiếm Đoạt. Xin được cảm ơn mọi người rất nhiều ạ. Xin rất là chào tạm biệt và hẹn gặp lại các anh chị. Xin cảm ơn rất nhiều. Chị Miu ơi, chị nghĩ gì về trend TikTok là giàu nghèo xài xe giàu đều vừa ngỡ chị? Thấy mọi người trên TikTok đó thấy là sao chị? Thì cảm ơn mọi người vì đã đóng và đấy, cảm ơn mọi người đã cũng biết nói gì. Tự nhiên mình nói về cái gì của mình nó cũng như chung hết của mỗi hàng ga bạn. Ừ, cảm ơn. Thì trong bộ phim này em cũng gặp rất là nhiều khó khăn, đầu tiên là với chị Miu. Thì như mọi người biết vậy, trong bộ phim này thì có khá là nhiều những cảnh nóng, cảnh nhạy cảm. Nhưng mà mỗi lần quay cùng chị Miu thì cảm giác như là em đang quay phim hài vậy. Rồi trong khi đạo diễn yêu cầu là mày phải ham hố lên, dạo dựng lên, máu lửa lên. Nhưng mà khi mà bước vào trong khung hình thì nghệ sĩ hài Miu Lê lại khiến cho không khí trở nên nó hề hước hơn. Và ngoài việc đấy ra thì mọi thứ với chúng em thì khá là ổn. Quay tuy rằng lâu nhưng mà cái tính nghệ thuật cũng như là đòi hỏi cái kỹ thuật diễn xuất ở trong đó của đạo diễn rất là cao. Còn với Phương Anh Đào thì em là về sau khi mà em vẫn bị trêu là cái tội là mày có cảnh mà làm gì với vợ mà như thế mà sao cái mặt còn đỏ mặt hơn là người ta vậy, thì đấy là cái khó khăn của em ạ. Giống như là mọi người cũng, nếu như mà mọi người có yêu thương, mọi người có dành chút thời gian để theo dõi thì thực sự đây cũng là gần như là phim đầu tiên cũng có những cái cảnh mà nó mang cái tính táo bạo như vậy. Bản thân em nghĩ là diễn viên nữ hay diễn viên nam thì sẽ có những cái nó rất là khó để mà mình có thể làm sao mà vừa đáp ứng được cái tính nghệ thuật ở trong đó, đáp ứng được cái tính chân thật ở trong đó, mà làm sao để cho bạn diễn của mình nó còn phải có cái sự thoải mái với nhau. Thì tất cả mọi người đã phải bàn bè rất là kỹ lưỡng, làm quen với nhau kỹ lưỡng và ngồi xuống nói chuyện với cả DOP và đạo diễn để tìm ra cái gốc nào, cái sự cái cách nào để mình quay nó có thể trơn tru, nó nhiệt huyết nhất ở trong đó nhưng vẫn không cởi cái gì. Dạ, thì thực sự đối với em cái trải nghiệm lần này, em nghĩ em cũng giống như là kiểu vỡ lòng ở trong đây ạ. Quay cảnh nóng và rất nóng bởi vì em mặc rất là nhiều đồ và đổ mồ hôi hột thiệt nha mọi người. Yeah.